bể lặng sông trong. Đã dẹp xong lũ kiến đàn ong, nay vỗ cửa tôi xin giáo trống. Ô làm vậy, non sông một dải, tụ hội mừng xuân. Quán giác tôi xin dâng cách giáo hương, cho phải phép trò nào giáo ấy. Trang nghiêm, long trọng với bài giáo trống của quản giáp hoặc ông kép đàn già nhất bọn. Hầu hết các vị thành hoàng quốc thần của các làng là những vị danh tướng có công đuổi giặc khi còn sống. Vì vậy, lời giáo trống của quản ca, của quản giáp thật là thích hợp. Trời quang mây tạnh, biển lặng sông trong, đã dẹp xong lũ kiến đàn ong, có nghĩa là đã dẹp xong hết giặc. Thế thì nay vỗ cửa tôi xin giáo trống, tức là nổi trống mời làng vào liên hoan thắng lợi. Hát ca trù, có người đánh trống trầu để điểm câu văn, khen tiếng đàn giọng hát. Trống trầu của hát cửa đình là trống lớn, loại trống thường treo ở đình làng, những canh, trường học. Chính cũng là loại trống chậm thời xưa, con cháu của chiếc trống đồng tuổi già. Hát cửa đình ca ngợi chiến công của thần thánh anh hùng, vì vậy cho nên phải cầm trầu bằng trống lớn cho thêm hùng dũng. Kèm theo tiếng trống là tiếng chiêng đồng điểm nhẹ vào nhịp phách, do một cô đầu già người gõ cho đào kép đứng trên chiếu trước mặt bàn thờ đàn hát. Với lối hát thờ, đào kép không được ngồi như trong ca quán. Kép phải đeo đàn vào một đai lưng bằng lụa hồng hoặc lụa xanh đứng mà gảy đàn. Đào cũng phải đứng, hai tay cầm hai chiếc sênh gõ vào nhau mà hát. Mở đầu là bài Thét Nhạc, một khúc hát cổ nhất của những ca trù. Thét Nhạc có sách nói là do hai chữ thiết nhạc là trình bày nhạc khí trước khi hát. Nói như vậy có lẽ là vì bài hát này chủ yếu là trình bày chất nhạc, còn lời ca chỉ là phụ. Nhạc của bài Thét Nhạc rất lạ, sử dụng hết cả năm cung Nam Bắc Huỳnh Pha Nao của nhạc ca trù. Tiết tấu biến ảo rất tinh vi, lời văn rời rạc, nhiều câu khó hiểu. Nhưng lạ một cái là có tiếng hát đệm cho tiếng nhạc, thì tiếng nhạc thì cái chất nhạc càng cao thêm cấp bộ. Phải chăng trong bài Thét Nhạc của nhân Việt Nam đã sớm nghĩ đến việc sử dụng thanh điệu đặc biệt của tiếng nói Việt Nam để hòa với tiếng đàn? Nguyên do ra sao chưa rõ, chỉ biết rằng bài Thét Nhạc là một trong những bài kinh điển độc đáo và hay nhất trong lối hát cửa đình, xứng đáng là một bài nhạc dạo đầu gợi cảm cho toàn bộ hát. Thank you.
hồi nghe trên Nam Thông.
Chuyện là đem một tập thơ ra hát theo điệu ca trù để giới thiệu cho người nghe. Vì là hát giới thiệu chuyện nên lối hát này chuyển làn chuyển điệu rất nhiều, nhấn mạnh vào nội dung tình cảm để tác động vào thính giả. Làn điệu khi khoan thai, khi sôi nổi, dồn dập đòi hỏi người hát phải có một công phu luyện tập rất cao. Thank you.
thiên tha. Thank you.
thật lấy gì. Thank you.
tụng niệm. Dù gì tiếng đọc Hãy subscribe.